Rồi như vậy cái bài lúc nãy là các bạn buổi 11 thầy sẽ ví dụ về mảng. Cái bài về mảng này khá nhiều vấn đề nha các bạn. Bài về mảng nhập mảng. Nhập mảng. Chú ý cái bài về mảng này khá là nhiều vấn đề đó. Nhập mảng. Rồi. Bây giờ trước tiên là các bạn khai báo cho thầy cái mảng này có độ lớn là bao nhiêu. Ví dụ mình khai báo là mảng in là A có độ dài là 10 chấm phẩy. Mảng A có độ dài là 10. Vậy chứa tối đa 10 chữ số nguyên. Bây giờ mình sẽ nhập nhập mảng. Thì sẽ for y à muốn có y để nhập thì mình phải khai báo phía trên. Tại vì cái này C nó không có cho khai báo bên trong. Y bắt đầu bằng 0. Y nhỏ hơn 10 chấm phẩy y cộng cộng. Mảng nó sẽ lấy vị trí bắt đầu từ 0. Cho nên mảng của chúng ta 10 phần tử thì vị trí của nó từ 0 đến 9. Đúng rồi. Rồi, như vậy mình sẽ xuất ra câu. Xuất ra câu. Nhập A thứ y. A thứ y thì cái chỗ này của mình nhập mình đưa y vào A thứ y bằng A thứ y bằng. Rồi scan phần trăm D bởi vì mảng của mình là mảng in và AI giỏi và AI bởi vì phần tử thứ y của mảng A làm tên mảng mở ngoặc vuông vị trí cần truy xuất và mình đã scan được phần tử rồi nhập mảng. Tại vì sao thầy viết nhập mảng riêng, tí nữa nó có ý của nó. Như vậy sau khi mà mình nhập được một mảng rồi thì cái mảng này đã tồn tại rồi, nhưng nếu như thầy muốn nhập và lấy ra một cái mảng luôn, nếu như mà mình nhập kiểu vậy thì nhập mảng A xong nhập mảng B, nhập mảng C, nhập mảng D được không? Nó chỉ có một mảng A duy nhất 10 phần tử. Không tiện lắm. Không tiện lắm. Ok. Rồi, giả sử như chỗ này mình biên dịch không lỗi. Giả sử trên này mình khai báo N bằng 20 chấm phẩy. À, mình khai báo N trước. Giả sử như mình có phần tử N bằng 20. Rồi xuống đây mình khai báo số phần tử tối đa là N. Thử coi nào. Ok. Vậy thì vấn đề của chúng ta ở đây là gì? À, chỗ này là nhập mảng 1. Bây giờ thầy sẽ nhập mảng. Thì thầy sẽ trả ra một cái mảng. Trả ra một cái mảng và nhập mảng và thầy sẽ khai báo ở đây là một cái mảng in mảng mảng A trăm phần tử phẩy in
N. Thì sẽ có hai cái tham số vào. Rồi. Như vậy mình đã có được cái mảng A. Thầy lấy tối đa là trăm phần tử và số phần tử thầy cần nhập là N. For y nhỏ hơn N và nhập phần tử A thứ y. Ok. Rồi. Ở trên này thầy khai báo in mảng 1 10 phần tử chấm phẩy, thầy gọi nhập mảng, mảng 1 phẩy 10 phần tử. Ok, chạy thử nào. Y chưa có, chỗ này mình khai báo biến y, tại vì biến y chỗ này nó chưa có. Rồi, không có lỗi ha. Bây giờ mình sẽ xuất mảng. Mình nhập xong rồi. Mình sẽ làm cái hàm xuất mảng. Xuất mảng cũng như vậy luôn. Thì cái hàm xuất mảng nó cũng gần giống như hàm nhập. Nhưng chỗ này mình không có scan, mà mình chỉ có print thôi. Print A thứ y bằng phần trăm D thêm cái nữa. Vậy chỗ này là mảng A thứ y. Như vậy đó là xuất mảng. Và chỗ này mình xuyệt T để cho nó có khoảng cách ra. Rồi sau khi đó, xuyệt T, nhập mảng và xuất mảng. Như vậy mình nhập mảng 1, sau đó mình xuất mảng. Mảng 1,10. Nhập mảng và xuất mảng. Ở đây mình có một cái lệnh để cho nó xuống dòng. Xuyệt N cho nó xuống dòng. Mảng vừa nhập. Ok. Rồi mình chạy thử coi. Nhập mảng 1 ha. Nhập mảng. Rồi ok. Mình sẽ chạy debug ha. Đây. Nhập mảng chạy đi bất mà main dịch một cái thì bất nào. Rồi ok. Như vậy ở đây khi mà mình chạy như vậy đó thì mình sẽ vào bên trong. Vào bên trong thì mình có thể bấm thêm chỗ nhập ở đây, bấm thêm chỗ xuất ở đây, để khi mình chạy thì nó nhảy vô phía bên trong này. Netline. Đó, nó chạy vô nhập mảng ha. Xuất mảng. Netline. Y. Mình sẽ kiểm tra biến y. Đây biến y bằng 0. Và mình kiểm tra biến AI. AI. Đó. Rồi. Bây giờ chỗ này AI bằng 1, tức là nó lấy cái giá trị rác á. Giá trị rác. Bây giờ mình vô mình nhập cái là nó sẽ đi đến cái giá trị khác. Rồi nó chờ nhập nè. Ví dụ mình chọn số 7. Enter. Thấy AI bằng 7 không? Bởi vì giá trị hồi nãy là giá trị rác đó các bạn. Rác. Rồi, tiếp tục. Mình đi tiếp. Quay trở lại. Y bằng 1. AI bằng 0.
Rồi mình đi tiếp. Là scan, nó chờ mình gõ. Mình gõ vô số 3. Enter. Thì mình nhập được 3. Được không? Và tương tự như vậy, mình sẽ nhập được 10 số. Được không? Y bằng 2. AI bằng, đây là giá trị RAT. Tức là trong ô nhớ nó chứa cái số này. Mà do lúc mình khai báo thì A thứ 2 nó được khai báo đúng vô cái ô nhớ mà có chứa cái giá trị này. Thì tự động nó lấy cái giá trị đó ra thôi. Được không? Nó đẩy cái ô nhớ đó vô. Rồi bây giờ mình nhập. Thì nó sẽ hỏi. Và mình nhập số 8. Ha. Đó. Nhập số 8 thì tương tự. Nó sẽ cho mình nhập cho đến hết. Mình bấm continue là nó không debug nữa nha. Nó sẽ cho mình nhập đến hết luôn. 9 1 4 0 5 8 3. Thấy cái chữ continue hay không? Tức là mình không cần debug nữa. Mình debug như vậy là đủ rồi. Thì mình bấm continue. Và đến chỗ này cái hàm xuất mãn thì mình có cái breakpoint, cho nên nó quay trở lại, nó debug tiếp. Và mình bấm deadline. Và bây giờ mình xem cái A thứ Y. Ở đây Y bằng 0 thì A thứ Y rồi. Mình sẽ bấm continue. Xuất mãn. Xuất mãn. Xuất mãn 1. Rồi mình chạy lại mình run luôn thử coi. 6. Mãn thứ 8. Mãn thứ 9. Đây. Mình chỉ xuyệt T chứ mình không xuyệt N. Cho nên nhàng ngang. Và chỗ này mình, cái chỗ xúc mà mình ghi là nhập thì vô lý. Đó, chỗ này xuyệt N. Sáu, bảy, tám, ba. Rồi, mãn vừa nhập. Được không? Rồi, mình mới nhập một mãn 1. Bây giờ mình muốn mãn 2 nữa thì làm sao? Mãn 2. Thì cái việc viết hàm rất hay. Đó, mình khai báo mãn 2. Mãn 2. Và mãn 2 này mình cho 5 phần tử. 5 phần tử. Mình gọi lại một lần nữa cho mãn 2. Nhập mãn và mình ghi mãn 2. 5 phần tử. Nếu mà mình để 10 là nó lỗi á. Mãn 2 của mình có 5 phần tử thôi. Mãn 2. Mãn 2 vừa nhập. Mãn 1 vừa nhập. Mãn 2 vừa nhập, mãn 1 vừa nhập. Mãn 1. Rồi. Mãn 1 nhập xong. Bây giờ mãn 2. Mình không có câu thông báo cho nên mình không thấy. Mãn 2 có 5 phần tử à. Mình nhập 5 mà quên, mình nhập nhanh quá. Đó. Như vậy thì đối với việc nhập mãn và xuất mãn của chúng ta thì nó giống y chang như một biến. Nhập mãn và xuất mãn giống y chang như một biến. Đó. Và chúng ta đã viết một cái hàm nhập mãn, một cái hàm xuất mãn. Được chưa? Có bạn nào đang vướng gì chỗ này về mãn không? Chỗ nào không hiểu?
Có. Nhập mảng và xuất mảng. À. Như vậy thì cái phần nhập mảng của chúng ta, nhập mảng, mảng 1 này chúng ta không cần, chúng ta bỏ đi. Và cái chương trình của chúng ta còn lại đó, chương trình của chúng ta còn lại nhập mảng, mảng gì? Chỗ này thầy ghi là A, nhưng mà cái biến thầy đưa vào là mảng 1 thì nó chỉ là tham biến thôi, cho nên là các bạn thấy là mình khai báo thì khai báo, nhưng mà mình muốn đưa cái tên biến khác, ok, thì nó nhập theo cái tên biến mới, được chưa? Đó. Rồi, ok, chỗ này 5, 10 thì tùy mình, cái độ lớn của mảng thì mình đưa vô, nhập mảng và xuất mảng. Rồi, đây làm lại cái phần nhập mảng và xuất mảng này cho quen. Thì mình muốn nhập mảng bao nhiêu phần tử thì tùy, nó sẽ tự động nó nhập và nó xuất ra đây. Ví dụ một cái bài mình tính tổng của mảng đi. Rồi, bài này nè, giả sử mình phát triển thêm, không tính tính xuất mảng nữa mà thầy tính tổng đi, tổng các phần tử của mảng, thì sau khi tính tổng xong bạn sẽ cần cái gì? Cần tổng trả về là bao nhiêu. Như vậy tổng trả về tên hàm cho thầy, được không? Sau khi tính tổng xong thì trả về tên hàm. Và dưới này bạn copy lại cái code của hàm xuất, và chỗ này bạn khai báo là in, và chỗ này chúng ta ghi là tổng của một mảng, thì nó giống như xuất, tức là chúng ta phải duyệt qua cái mảng đó từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng. Và chúng ta khai báo trên này một cái biến tổng bằng không, tổng bằng không. Chỗ này thì chúng ta không print, mà chúng ta sẽ làm gì? Tổng cộng bằng A thứ Y, cứ lấy ra một phần tử thì cộng vào tổng, lấy ra một phần tử thì cộng vào tổng. Rồi, và chúng ta sẽ xài cái này bằng cách nào? Nhập mảng, mảng 1 vừa nhập, xuất mảng. Và chỗ này chúng ta có thể in ra một câu, tổng mảng 1 2 chấm phần trăm D phải gì? Tổng mảng, mảng 1 10. Đó, tổng mảng, mảng 1 10. Rồi xuống đây mình xuống dòng cái đi, tại hồi nãy mình không xuống dòng cái nó nhìn nó hơi kỳ. Mảng 2. Rồi tương tự mình sẽ ghi tổng mảng 2, tổng mảng 2 phần trăm tổng mảng, đưa mảng 2 vô cho nó tính. Và mảng 2 này mấy phần tử? 5 phần tử. Tổng mảng 1, tổng mảng 2. Ví dụ mảng 1 mình nhập toàn số 1. Tổng mảng đâu rồi? Đâu rồi? Sao nó không có? À, tổng mảng 1, 10. Sau khi nhập xong, xuất xong, bây giờ bắt đầu nhập mảng 2. Mảng 2 5 phần tử. Mình nhập mỗi số là 3. 3, 5, 15. Tổng mảng 2 sao có 5?
Hả? Có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Tổng mạng 2 sao có 5? Tổng mạng mạng 2 tổng mạng 2. Ủa sao có 5 ta? Phần trăm D. Rồi mình vô mình debug cái tổng coi. Sao kỳ vậy? Mảng 1. Mười. Ok. Mình sẽ lấy cái giá trị tổng này để kiểm tra. Tổng bằng 8. Mình gán một cái là nó tổng bằng 0 nè. Ok. Y bằng 0. 1 2 3 4. Rồi continue. Continue tổng bằng 10. 3. Rồi. Tổng vừa nhập là 3. Net line tổng bằng 0 bằng 3. 3 6 9 12 15. Nãy mình tính ra 15 mà nó xuất ra chỉ có 5 là sao hả? Gì? Có đây. Thì nó cũng giống như cái này thôi. À như là cái số 10. Vâng, thì nó ghi ra số 10. À. Tổng quên. Quên. Tổng mảng phải làm gì? Return. Trời. Thiệt tình. Return tổng. Tại vì chó táp nhầm ruồi. Số 10 với số 10 mình tưởng là giống. Đúng không? Đó. Sai. Hai. Chó táp nhầm ruồi. Rồi 20 nè. Không, tức là thầy đang nói thầy làm nó không có đúng. Đó, 15 nè. Là do mình quên return cái giá trị về. À, cho nên hồi nãy mình nhập 10 số 1 mà nó trả về số 10, mình cứ tưởng nó là 10. Nhưng mà nó là không phải. Ok. Như vậy cái phần tổng của mình sau khi làm xong phải nhớ trả về giá trị sau khi tính. Được chưa? Đó. Đó là tổng của một mảng. Như vậy đối với lại bài về tổng thì nó có ví dụ như sắp xếp mảng nè. Nhập vào xong rồi sắp xếp cho nó tăng dần. Sắp xếp giảm dần. À, sắp xếp tăng, sắp xếp giảm. Đó là thêm về về mảng. Rồi, nhập xuất tổng. Ví dụ đếm số
phần tử của mảng là số chẵn thì làm sao? Thì mình cũng for vậy thôi. Mình cũng for. Nếu như a thứ y mà chia hết cho 2 thì tăng biến đếm lên. Rồi xúc biến đếm ra. Cuối cùng mình return cái biến đếm. Như vậy mình đếm được số phần tử chẵn. Được ha? Rồi. Ok, đó là bài vẽ.